Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với Let's Style, đẹp của phong cách. Các bạn thân mến, khi những cơn gió len lỏi trên từng góc phố thì cũng là lúc chúng ta chuẩn bị cho mình thật nhiều những bộ cánh ấm áp. Và các bạn đã chuẩn bị được gì cho mình khi mà mùa đông đang cận kề rồi? Hãy đồng hành cùng với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay để có thêm thật nhiều những bộ cánh không những ấm áp mà còn phải thật thời trang nữa nhé. Và trước tiên hãy cùng đến với Let's Face, những gương mặt thời trang và phong cách sống. Xin chào các bạn xem truyền hình. Mình tên là Minh Anh, hiện đang là đồng sáng lập cũng như là nhà thiết kế của thương hiệu thời trang WePhobia. Ngay từ khi mà tốt nghiệp trung học phổ thông thì mình đã có dự định là sẽ làm việc trong ngành thời trang vì đam mê cũng như là vì sở thích. Nhưng mà lúc đó thì chưa có một có xác định là mình sẽ trở thành nhà thiết kế, mà chỉ đơn thuần là mình muốn tìm kiếm cơ hội và xác định khả năng của mình trong lĩnh vực này. Hiện tại thì mình chỉ có một phong cách thời trang mà có thể gần như là phong cách công sở, nhưng mà mình có những cái biến tấu để cho nó thể hiện đúng với cá tính của mình hơn, để phù hợp cho nhiều mục đích như là đi chơi, đi tiệc, đi gặp bạn bè, chứ không chỉ đơn thuần là để đi làm việc. Từ đó thì những cái bộ trang phục cũng như là những cái quần áo mà mình lựa chọn đều chú trọng vào một số loại sản phẩm nhất định, ví dụ như là áo vest, áo sơ mi và quần ông. Khi mà lựa chọn một sản phẩm thì có một phần là mình quan tâm đến thương hiệu. Quan tâm ở đây không phải là thương hiệu đắt tiền hay là thương hiệu có giá thành như thế nào, hoặc là cách người ngoài nhìn vào thương hiệu nó như thế nào, mà là ở trong ngành thời trang thì mình đánh giá một sản phẩm nó còn dựa vào những hình ảnh mà thương hiệu đó đưa ra, những cái thông điệp mà một thương hiệu muốn mang đến trong một sản phẩm nó như thế nào. Có lẽ là môi trường làm việc của mình thì không yêu cầu quá cầu kỳ trong việc ăn mặc, nhưng mà với bản thân mình là một nhà thiết kế thời trang thì mình cũng luôn mong muốn là khi mình ra đường hay làm việc, mình cảm thấy tự tin và thoải mái với trang phục cũng như là với ngoại hình của mình, nên là mình cũng khá là chăm sóc cho trang phục cũng như là vẻ bề ngoài. Thời trang thì có một vai trò rất là quan trọng trong cuộc sống của mình, một phần vì đây là công việc mà mình theo đuổi thì nó gắn liền với đam mê cũng như là cuộc sống hàng ngày của mình. Một phần nữa là khi mà mình bắt đầu làm thời trang cũng là vì mình muốn đem cái quan niệm cũng như là cái phong cách mà mình muốn đưa tới cho những người xung quanh mình, tới cộng đồng, tất cả mọi người có thể sử dụng cũng như là cảm thấy đẹp hơn và tự tin hơn theo cái cách mà mình suy nghĩ. Mình luôn tâm niệm là thời trang thực sự là, nếu mà chỉ nói về quần áo thì nó chỉ là ở bên ngoài thôi. Còn quan trọng khi mà bạn thể hiện một bộ trang phục đẹp, nó là do thần thái cũng như là về tính cách của mình, mình biểu lộ ra bên ngoài nào. Miễn là khi bạn mặc trang phục và bạn tự tin, thoải mái, cũng như là nó khiến cho bạn cảm thấy là mình đẹp hơn và đem lại cho mình nhiều cơ hội hơn, thì tức là bạn đang mặc một trang phục đẹp.
Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Let's Style, nẻo của phong cách. Các bạn thân mến, nét thanh lịch pha lẫn chút hiện đại đó chính là lý do vì sao những chiếc áo khoác dáng dài luôn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các quý cô. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện nhiều hơn về chủ đề này với hai vị chuyên gia. Và Huyền Quỳnh xin giới thiệu có mặt tại buổi trò chuyện ngày hôm nay, đó là chị Dương Vi, thiết kế chính của thương hiệu HT ạ. Và biên tập viên thời trang Tôn Hiếu Anh. Dương Vi, một gương mặt trẻ nhưng đầy kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang Việt Nam. Tốt nghiệp Viện Đại học Mở Hà Nội chuyên ngành thiết kế thời trang, Dương Vi quyết định tích lũy cho mình thêm kiến thức khi tiếp tục học tập tại Học viện Thời trang London chuyên ngành định hình phong cách và thiết kế. Hiện tại, công việc chính của Dương Vi là thiết kế và là giám đốc hình ảnh cho thương hiệu. Với những thiết kế độc và lạ, nhưng vô cùng ứng dụng, Dương Vi còn là khách mời thường xuyên của hàng loạt show diễn thời trang danh tiếng ở Việt Nam. Cô còn được nhiều nữ doanh nhân tin tưởng để xây dựng phong cách cá nhân. Với những trải nghiệm của mình, câu chuyện thời trang hôm nay hứa hẹn sẽ vô cùng thú vị. Khi vào mùa đông thì mọi người sẽ hay lựa chọn những kiểu áo khoác như thế nào ạ? Có hai dòng người nhé. Một dạng người là chọn áo khoác ấm. Chúng tôi ở bên dòng chọn áo khoác đẹp. Áo khoác ấm thì mọi người hay thích những thứ ví dụ như là ở trong lông vũ, được ép lông vũ này, những cái áo phao, bóc phập phồng một chút. Những chiếc áo da cho nam giới, những chiếc áo da cho nữ giới. Và đặc biệt là thời gần đây tôi rất thích những chiếc áo dạ nữa. Đối với tôi thì ở trong tủ đồ mùa đông ấy thì thường sẽ rất có rất nhiều kiểu dáng áo khoác. Nhưng mà cái dáng mà tôi thích nhất thì đó chính là cái dòng áo khoác măng tô. Và với chất liệu hoặc là dạ hoặc là kaki ấy, thì đấy là những cái mà item mà tôi hay sử dụng nhất và hay mặc vào mùa đông nhất. Và năm nào hầu như cũng phải mua. Dân sành điệu bây giờ thì đang rất chuộng blazer và áo khoác dáng dài. Và oversize một chút, đúng rồi, và thời gian này mọi người đi mặc áo khoác nó sẽ rất là rộng. Nhưng mà cái quan trọng là bạn sẽ phối hợp chúng như thế nào. Mọi người có thể đưa ra một vài những bí quyết để cho chúng ta có thể dễ dàng mặc đẹp khi mà chúng ta khoác lên mình một chiếc áo khoác dáng dài không ạ? Áo khoác dáng dài nó cực kỳ tiện lợi, bởi vì ví dụ bạn mặc ở trong một bộ suit như Vi đang mặc như này nhá, thậm chí bạn chỉ cần gá thêm cái áo khoác dáng dài ở ngoài vai thôi, nó cũng đã là cho bạn trông dáng vẻ rất là sành điệu, bạn đi dạo phố rồi đúng không? Nếu mà bạn chưa cao thì ở trong bạn mặc nhiều thứ ngắn, bạn đi thêm tất để giữ ấm. Còn nếu mà bạn thật là cao thì bạn mặc áo khoác dáng dài cộng với cả quần thì trông bạn cực kỳ thanh lịch. Cái cách mà muốn mix áo khoác dài một cách tốt nhất ý, thì đó là xem về cái tỷ lệ. Đối với một người thì cao thấp khác nhau, thì với một những cái người thì luôn luôn có những cái điểm vàng và chiều dài áo mà rất là hợp lý thì sẽ giúp cái dáng của người ta sẽ tôn lên rất là nhiều, rất là cao. Ví dụ như là người hơi thấp một chút thì người ta có thể mặc cái áo khoác đến đầu gối hoặc qua gối một chút thôi, hoặc là áo lừng lừng. Nhưng mà nếu mà người thanh thanh một chút mà cao cao khoảng tầm 1m6 thì có thể mặc cái áo đến giữa bắp chân. Và như bên năm nay thì thường là người ta sẽ thích mặc dáng dài nhiều hơn là dáng ngắn. Bởi vì là khi mà mặc cái dáng dài lên thì bản thân là người ta sẽ nhìn trông rất là sang và nhìn trông thanh lịch. Và cái dáng của người ta đã ăn gian được rất là nhiều, và kèm với những cái boots, ankle boots chẳng hạn. Ví dụ như cái boots của tôi đây để mặc với những cái dáng đấy thì rất là nhìn trông rất là sành điệu và hiện đại. Thì đấy là một cách mà tôi hay mix. Ví dụ mặc quần thì áo khoác dáng dài bạn có thể cài ngửa và chỉ mở bụng đây, khi bạn bước đi thì người ta sẽ nhìn thấy bạn mặc quần và nó sẽ phù hợp khi mà bạn đi bộ. Và mở thật rộng ở phía cổ ra, mình mặc những áo sơ mi ở trong để nhìn thấy cổ hoặc áo cổ lọ ở phía trong. Hoặc là bạn muốn trông fashionista hơn thì bạn có thể dùng những cái mũ của mùa đông bạn đội thì trông rất là xinh. Áo khoác dáng dài là một thứ khá khó mặc khi mà kết hợp với quần, bởi vì cái đấy rõ ràng là thể hình mình phải mình dây một chút thì trông đẹp hơn, và đặc biệt là đôi giày gót nhọn với cả chiếc quần ống rộng ấy, thì là một thứ luôn luôn gắn liền với nhau, bạn không thể nào đi sneaker được. Vậy thì nếu mà nói về chất liệu thì sao ạ? Trong những năm nay thì chất liệu đang được thị trường chấp nhận đấy là chất liệu dạ. Bởi vì dạ là vào mùa đông thì bạn biết rằng là một chất liệu rất là giữ ấm, giữ nhiệt và nó còn rất là thời trang nữa. Nếu mà để mà nói item mà gọi là must have của mùa đông ấy, thường thì ở trong tủ của mỗi người chắc chắn là sẽ phải có một cái chiếc áo dạ. Nhiều chị còn có nhiều kiểu dáng, kiểu nhiều kiểu màu cùng một loại form dáng như vậy. Tại sao dạ lại được ưa chuộng đến vậy ạ? Bởi vì cái công năng của nó, đầu tiên sự ấm áp, thứ hai là sự tiện dụng. Cái áo dạ bạn thì không bị dễ nhầu nát và nó cũng khá dễ bảo quản, mình chỉ việc treo trong tủ, và nhất là những cái áo màu sáng thì bạn chỉ cần bọc ni lông mà thôi. Tiếp đến là cách phối hợp của áo dạ nó rất là dễ đẹp, dễ thời trang nếu mà bạn làm đúng cách.
mỗi một năm thì kéo dạng nó sẽ có một sự biến tấu của nó, chứ không phải là kéo dạng dạng của năm 10 năm trước, 10 năm trước nữa, và đến bây giờ luôn luôn bạn để ý là nó sẽ có sự khác biệt, nó ở chi tiết, nó ở cái form dáng và nó ở cái kiểu cách của nó như thế nào nữa. Như tôi thì tôi rất là thích những form cổ điển, mà thường cái dòng dạ ấy thì người ta sẽ thiên về những cái form thanh lịch và cổ điển và những cái form rất là basic. Thường thì những cái gì càng tối giản và càng cổ điển thì nó là lỗ mốt, và khi mà người ta đã chọn một cái item thì người ta có thể dùng được trong nhiều năm, chứ không phải là mua năm nay rồi năm sau nó hết mốt. Sắp tới có ra một bộ sưu tập, đó là dạ lông cừu khâu tay, có tên là The Girl Dreamers. Cô nàng mộng mơ đó. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đón xem bộ sưu tập, quý vị nhé. Cảm nhận của biên tập viên thời trang Tôn Hiểu Anh như thế nào ạ? Nó là một item chúng tôi nghĩ là đúng, sẽ dùng từ là ai cũng nên phải có. Nó rất là dễ phối hợp, nó có thể mang được nhiều phong cách khác nhau. Bạn có thể mặc nó hoàn toàn cổ điển, nếu mà bạn mix nó với những món đồ gọi là căn bản, bạn muốn biến tấu, muốn cách điệu thì bạn có vô vàn phụ kiện bên ngoài để bạn có thể áp dụng vào chiếc áo dạ này. Tôi để ý thì tôi thấy là cái vải dạ này là một loại vải dạ rất là mềm. Tôi nghĩ là cái phần trăm lông cừu ở trong đó khá cao. Vì là ngay từ khâu chọn chất liệu ấy thì bên chúng tôi cũng có rất là khắt khe trong cái việc chọn, bởi vì là càng ít phần trăm lông cừu thì khi mà mặc cái thì khách hàng sẽ cảm nhận đó là sự giáp và dặn, và cái điều đó sẽ gây cái sự không thoải mái đối với khách hàng, và đấy là cái điều đầu tiên mà chúng tôi khi mà chúng tôi đã chọn cái chất liệu bây giờ. Bởi vì thường ấy thì áo dạ người ta những năm trước người ta sẽ luôn luôn làm hai lớp, đúng không? Bởi vì mặt nó rất là dặn và khó chịu, và để tránh tạo ma sát với những cái áo ở trong nữa. Và bây giờ thì tôi thấy áo dạ hình như là mọi người đang hướng tới một cái điều làm handmade, là phải khâu tay để tạo ra đúng một lớp vải thôi, nhưng mà bạn lật ra lật vào thì sẽ không nhìn thấy nhiều đường may ở phía trong. Bởi vì đây là cái dòng dạ lông cừu hai mặt, và hai mặt có thể sử dụng được cả hai mặt, nên là chúng tôi có thể dùng bất cứ được mặt nào nếu mà chúng tôi thích. Chúng tôi đã hợp tác với những nghệ nhân với kinh nghiệm lâu năm để chúng tôi thực hiện cái bộ sưu tập này, bởi vì họ sẽ sử dụng khâu tay 100% và họ sẽ phải ép make chi tiết bằng hầu như là bằng tay hết, và chúng tôi sẽ phải từ những cái khâu cái mác hay là về những cái đường dấu chỉ, chúng tôi họ phải làm việc với rất là nhiều giờ mới ra được một cái sản phẩm như vậy. Bởi vì đây là một sản phẩm cầu kỳ, nó mang tính chất không thể bạn làm hàng loạt được. Bạn biết là sản xuất áo khoác công nghiệp nó sẽ khác với cả hàng khâu tay. Khâu tay thì chúng ta sẽ được một cái thẩm mỹ để chúng ta giấu đi tất cả những cái thứ chúng ta muốn giấu. Anh Hiếu Anh có cảm nhận được điều gì đặc biệt nữa trong bộ sưu tập này hay không? Ngoài cái việc làm bằng tay thì tôi đang rất là thắc mắc là công nghệ này thì thực ra ở rất là nhiều nước đã thực hiện rồi. Nhưng mà nếu mà là các nghệ nhân Việt Nam thì nó là một điều rất là xuất sắc, đúng không? Dạ vâng ạ, có rất nhiều thất bại rồi, và đã có những cái sản phẩm may mẫu lên không được ưng ý, và đến khi mà chúng tôi gặp được những cái người nghệ nhân và họ thực sự là những cái người mà với những đôi tay rất là tuyệt vời, họ làm rất là từng đường may rất là cẩn thận, và tôi đã từng trực tiếp ở đó, tôi đã nhìn với họ và đã thử tập làm rồi, cũng rất là khó, và là làm thế nào mà vẫn một cái đường chỉ như vậy mà có thể là khâu dấu hết sạch, và nó rất là chắc, nó không kém gì bất cứ một cái công nghệ là như may sẵn hay là may công nghiệp. Điều quý giá mà chúng ta nghĩ là đáng trân trọng ở đây là những người thợ Việt Nam.
Đúng rồi, bởi vì là tôi, như tôi tìm hiểu trên thị trường thì hầu như là đa số cái dòng dạ khâu tay này thì ở Việt Nam ấy thường họ sẽ nhập sẵn. Những cái việc đến họ trà trộn vào để mà khách hàng bình thường họ phát hiện ra thì rất là khó. Chỉ những người mà người ta đã làm và người ta đã trải nghiệm và người ta đã quan tâm đến cái dòng hàng này thì mới biết được. Tâm huyết và khó khăn như vậy thì giá thành có bị đội lên nhiều không ạ? Với một cái mức giá thì cũng so với cái dòng áo dạ bình thường ấy thì nó cũng chỉ cao hơn chút. Thường thường thì Huyền Quỳnh thấy thì nếu mà một chiếc áo dạ thì mọi người hay làm theo hướng basic và trông nó rất là cổ điển. Vậy thì áo dạ có xu hướng hay không? Áo dạ thực ra là nó sẽ có xu hướng, nhưng mà nó sẽ xu hướng trong mỗi nhãn nó sẽ khác nhau. Trong mỗi nhãn người ta sẽ tung ra hai dạng chính. Một dạng là áo khoác dạng kiểu basic và một loại áo khoác dạng kiểu fashion, kiểu trendy. Là gì? Là cho khách hàng, bạn muốn mặc basic, bạn sẽ có basic, nhưng mà basic đó nó sẽ chỉnh theo năm tháng. Ví dụ hiện giờ đang là cái mốt áo oversize rất là lớn, đúng không ạ? Có nhiều người mặc to vai, đúng không? Nhưng mà với áo dạng basic thì họ chỉ làm hơi rộng ra một chút so với áo dạng của năm trước và năm trước nữa. Và những cái đường chiết nó sẽ có sự thay đổi. Có những lúc là chiết úp cong, có những lúc là chiết thẳng, có những lúc bổ từ vai xuống, hoặc là có những lúc sẽ chia ra nhiều thân hơn. Đó là xu hướng của chiếc áo dạ. Cái áo dạ ấy thì nếu mà nhìn những người bình thường thì họ sẽ vẫn nhìn thấy những cái form dáng rất là cơ bản, thì nó chỉ thay một chút. Đó là như anh nói, đó là cái việc thay đổi cách chiết, ví dụ như là chiết ở tay, ở vai, ở tay giác năng, hay là ở chém ở vai thẳng như thế này, hoặc là những cái đường bổ, đường cắt ở trên áo. Hoặc là bây giờ có một trend nữa, đó là màu sắc. Họ sẽ dùng cái màu sắc để bắt trend cho cái chiếc áo khoác của mình. Ngoài ra đó là cái họa tiết, ví dụ như hôm nay họa tiết như là kẻ caro hay là da báo, thì đấy là những cái họa tiết là người ta sẽ cho vào cái dáng mang tô hay áo khoác, nhưng mà về cơ bản form dáng nó cũng không thay đổi gì nhiều. Và bạn chú ý thêm nữa là một thứ chúng ta có thể nhìn được ra xu hướng mốt hay không đấy là ở chiếc cổ, cái độ to độ nhỏ của ve cổ, độ lượng cong độ nhọn của ve cổ. Và bạn thêm một điều nữa đấy là cái đường da vai. Những năm nay người ta đang rất là thịnh hành những cái vai rất là ngang và to. Cái đó nó sẽ đi theo xu hướng và theo thập niên. Chúng ta có thể dễ dàng nhận ra là đây là xu hướng nào và thập niên nào qua vai và ve áo. Có một điều mà tôi luôn lo lắng về áo khoác đấy là cái độ rộng của tay áo. Độ rộng của tay áo thường chị em rất thích tay áo ôm, nhưng mà quên rằng là với áo khoác dạ thì tay áo nên rộng một chút, để vì bạn có thể mặc ngoài cùng. Tức là trong bạn có thể mặc suit, đúng không? Phải mất một cái tay áo rồi cho vào cái tay áo của áo khoác dạ, nên hãy chọn những cái tay áo khoác dạ nó hơi rộng ra một chút thì bạn mới có thể mặc giữ ấm được. Chứ còn nếu mà bạn mặc thời trang không, là ở trong bạn mặc một thứ rất là lạnh lùng và chỉ mặc cái áo dạ ra ngoài thì hoàn toàn bạn có thể chọn tay nhỏ. Đấy là một cái năm lại cái lợi thế của áo dạ măng tô khâu tay, bởi vì là chúng tôi làm form áo rất là thoải mái, và ví dụ như là áo mà dày quá hay là cũng hơi khó cử động ấy thì người ta khi mà mặc cái áo khoác người ta tự nhiên cảm thấy khó khăn và người ta sẽ ngại, và thường người ta sẽ phải chọn những cái nhẹ nhàng hơn. Áo kiểu như là áo hai dây, là áo khoác mỏng, hoặc là những cái áo bó sát vào đó thì họ mới chọn được để mặc với những áo hai lớp. Còn những cái dòng dạng khâu tay này thì được một cái là áo tay rất rộng, dáng thoải mái, và khi mà kể cả bạn muốn mặc một cái áo len với dáng rất là dày thì bạn rất là thoải mái. Chúng ta phải thấy vui được là bây giờ mặc áo dạng ra đường chúng ta sẽ không giống robot nữa rồi, đúng không? Và cái việc mà nó chỉ có một lớp nên là cái áo, chiếc áo là giảm cái trọng lượng của cái chiếc áo, nên là khi mà mặc cái chiếc áo khoác lên không khác gì một bạn đang khoác một cái áo len với cái trọng lượng của một cái chiếc áo len, và rất là nhẹ và rất là thoải mái. Rất nhiều người luôn luôn lo lắng là cái áo dạng sẽ nặng, nhưng mà nếu mà bạn mua áo dạng mà có nhiều lông cừu nó cũng đã nhẹ đi rồi, và thêm nữa là còn làm một lớp nữa thì nó luôn luôn giảm trọng lượng đi, đúng không ạ? Bình thường với cái thời tiết như kiểu ở nhất là ở Việt Nam bây giờ, cái mùa đông như này nó không quá lạnh nữa, và cái việc mà người ta phải mặc cái áo khoác dày ở ngoài khiến người ta cũng e ngại, và khi mà người ta có cái chiếc áo khoác mỏng hơn ấy thì người ta lúc mà cởi ra hay là cầm đi cầm lại ấy, người ta cũng rất là tiện, rất là thoải mái hơn. Vâng, xin cảm ơn sự chia sẻ rất tuyệt vời đến từ hai khách mời của chúng tôi. Và quý vị và các bạn thân mến, sẽ có rất nhiều sự lựa chọn cho một mùa đông hoàn hảo, và ngày hôm nay thì chúng tôi đã tìm ra cho quý vị một bộ sưu tập mang những chiếc áo dạ không những đẹp mà còn nhẹ, mà còn rất là thuận tiện nữa, phải không nào? Và những phút cuối của chương trình thì chúng ta sẽ cùng dịch chuyển với Let's Go. Nào cùng dịch chuyển. Một trong những cách thư giãn sau một tuần làm việc vất vả là nhâm nhi cà phê chuyện trò với bạn bè. Nhưng bạn đã từng đến một nơi vừa có thể uống cà phê, vừa học được cách nấu một món ăn nào đó chưa? Let's Go hôm nay sẽ giới thiệu cho các bạn một địa điểm như vậy trong ngõ 32A Hào Nam, Đống Đa, Hà Nội.
tưởng độc đáo này là của đầu bếp Trương Công Lệ, một trong những đầu bếp nhiều lần tham gia dạy nấu ăn trên truyền hình và tạo việc làm cho rất nhiều bạn trẻ. Giờ đây, anh không chỉ dành tình yêu cho những món ăn mà còn dành tâm huyết chia sẻ những công thức nấu những món ngon cho mọi người. Khi mà mình nảy ra cái ý tưởng này cũng là rất là vô tình thôi. Cái này nó rất là hữu dụng cho những cái chị em mà buổi trưa người ta đi ăn, người ta có thể tranh thủ một chút thời gian. Cũng giống như là các cái buổi cuối tuần vào thứ bảy chủ nhật chẳng hạn, thì khi mà các chị em sau một tuần làm việc mệt nhọc, họ về họ uống cà phê và họ học thêm nấu ăn. Các món ăn được hướng dẫn rất đơn giản, dễ thực hành và áp dụng vào bữa cơm thường nhật của mỗi gia đình. Đảm bảo các bạn sẽ hoàn toàn tự tin khi thể hiện khả năng nấu nướng của bản thân. Bạn bè tụ tập với nhau học những món ăn rất là ngon để về vừa phục vụ gia đình, thấy hào hứng và rất là vui. Bên cạnh đó, nếu bạn là tín đồ của kem vani thì không nên bỏ qua cách làm kem cực đơn giản với những nguyên liệu dễ tìm như thế này. Cả sẽ giúp bạn ghi điểm trong mắt người thân. Tại Hà Nội không khó để tìm được quán cà phê với nhiều đồ uống ngon hay phong cách đa dạng. Nhưng nếu bạn là một người đam mê nấu nướng, hãy lên kế hoạch và thời gian biểu thật kỹ để không sót buổi học nào tại đây nhé. Chúc quý vị và các bạn sẽ có thật nhiều những giây phút thư giãn khi tới đây.